Biển Đông mà nó bùng lên cái rồi nữa mới thấy tới hay là chưa? Có nhiều huynh đệ nói sao nói hoài mà không thấy tới. Đây là cái cơ trời định nha. Cơ trời định, Phật là lãnh sứ mạng trời để bài khai, để tận độ chúng sanh, chứ không phải mà hâm mà hù mà dọa. Đây là cái cơ trời đấy. Mà nếu hù dọa thì coi như Đức Phật hù để làm gì? Vì lòng từ bi để tiết lộ ra, bài khai ra những cái cơ pháp, cũng như thầy bài khai ra để cho chúng sanh thức tỉnh tu. Chứ thầy nói khắp thế giới cửa nhà tan nát đó. Rồi bây giờ đây nè, chiến tranh đệ tam thế chiến này là cả thế giới tan nát không? Rồi cùng sớm làng thưa thớt quạnh hiu, thử có quạnh hiu không? Lời Phật dạy và Phật thầy đã chỉ mà rõ ràng, có nghĩa là hoặc Đức Tạng Trình Ngài cũng tiên tri Long Vĩ xà đầu khởi chiến tranh. Lời của Đức Tạng Trình là 500 mấy năm nay đâu có di, đâu có dịch đâu. Ngài giờ là tiên tri qua, vừa qua rồi thì nó vô khu nào, nó vô cái khu đó, không có chịch một chút nào hết. Vì vậy mà hôm nay rõ ràng lời của Đức Tạng Trình Ngài đã nói Long Vĩ xà đầu khởi chiến tranh. Còn nói ví dụ bây giờ hỏi là mà thành nào thì cái này nó hình như nó hơi mà vô minh. Chứ sự thật đó, ông Ba Thới ổng cho biết này, giáp thời có thấy binh đâu. Mà con giáp lớn 61 năm nó mới tới cái giáp lần. Là cái thình này là cái giáp thình này. Mà ông nó ngó thấy binh đao như vậy là phải cái thình này không? Hay là mình còn lưỡng lự? Nội có con gái mình nhìn thấy ngoại cảnh nước ngoài, các nước ngoài bây giờ nó chết, nó đánh nhau như vậy, mình biết tới hay là chưa rồi, chứ đừng có nói gì tới cái cơ trời. Chẳng qua mình không có duyên, thiếu đức tin mới hỏi là sao nói hoài không thấy tới, hoặc nay tới mơ tới không thấy. Nó tới chừng mình thấy thì coi chừng mình sống không nổi. Tại vì nó vô cái đất nước Việt Nam rồi là lần thứ ba là ở cái vùng bảy núi rồi, tới chừng đó rồi sợ mình khó thấy. Nếu thiếu phước đức coi chừng khó thấy. Tại vì xác hồn không còn lấy gì thấy. Thử ra mình đừng có lưỡng lự nan nghi về cái cơ trời định. Cả cái thế giới ta bà này có nghĩa là tu thì ít, còn cái phần chưa tu quá nhiều đi, vì vậy mà gieo những cái nhân quả có nghĩa là tàn bạo ác đức hơn. Thành thử ra tới cái ngày giờ phải trả. Đây là luật nhân quả. Rồi Đức Thầy cho biết luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí của Ngài thông tả. Thầy kêu mình làm việc thẳng ngay, chứ không phải kêu mình làm việc ác đức. Mình làm việc ác, con người tàn bạo ác đức quá thì phải chiến tranh phải gây ra thôi. Mà chính Đức Thầy cho biết là chiến tranh tàn khốc do đây loài người tàn bạo gây nên. Thành thử ra nước này đánh nước kia là chẳng qua là cái loài người tàn bạo nó gây ra, nó cũng vì giành giật, nó cũng vì là gây hấn với nhau, thành thử nó mới đi đến cái mức độ này. Nội cái bây giờ Biển Đông ở ngoài chưa gì hết, thấy Trung Quốc nó hâm bà Thái Anh Văn Đà Loan rồi, nó đậu quýnh rồi đó. Ở ngoài chưa yên mà chưa xong, bước qua cái thịnh trị này ở ngoài Trung Đông còn dữ dội nữa, mà trong này chưa hết nó đậu quýnh rồi. Thì mình thấy ở giờ như vậy thì Biển Đông có bùng không? Bùng chứ không bùng sao được. Cái thứ hai nữa, bây giờ nó đi lấn chiếm người ta, nó vẽ cái đường lưới bò nè ở ngoài Biển Đông đó, rồi cộng thêm cái nó đi tới Nhật, nó cũng muốn chiếm cái đảo gì của Nhật nè, rồi Việt Nam nó, Trung Quốc nó cũng chiếm mấy đảo nè. Rồi nó qua bên mà Bắc Triều Tiên nó cũng mà chiếm cái núi vàng, rồi nó tới Ấn Độ nó cũng mà tính chiếm cái núi gì của Ấn Độ nữa. Vậy mà người không đánh sao được. Vì vậy là thành xin thưa nghe, cô bác huynh đệ nào đừng có mờ hồ, đừng có lưỡng lự nghe. Nó đánh thiệt đó chứ không phải đánh giả đâu, mà lưỡng lự à, nói sao không thấy không có. Nói chẳng qua mình không có mà mình không có để cái tâm mà tra cứu suy xét cho thiệt kỹ coi. Nội giờ ngoại cảnh thôi chứ không nói về cơ trời, nó ngoại cảnh mà mình nhìn cả đất nước thế, cả cái thế giới bây giờ mình cũng biết tới hay là chưa. Cái thứ nhất là sụp đất nè, nó cũng như là thằng Thổ Nhĩ Kỳ nó sụp đất có chết mấy chục ngàn đó. Hồi đó giờ đâu có chết vậy, mà giờ chết vậy. Còn Trung Quốc sụp đất thôi không biết bao nhiêu lần, chết cũng không biết bao nhiêu. Rồi thêm là Libya thấy ông bị mà sóng thần, rồi chết cũng mấy chục ngàn. Bây giờ chết vậy không, rồi bây giờ chiến tranh nó bùng lên nữa cái như vậy, rồi bây giờ nó cái cơ trời là nó cơ pháp rồi có hay là không. Thành thử là bây giờ mình lo niệm Phật đi, chứ mình đừng có lưỡng lự nan nghi, mình đừng có chấp ngã chỗ này. Nhiều khi huynh đệ cô bác lên đăng lên cái clip để chia sẻ
trong cái thời kỳ cùng cuối cái đời khổ não, cái khổ bay hồn nó diễn sắp diễn tới bây giờ. Vì vậy mà mới chia sẻ cho cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, có nghĩa là nhắc nhở để mà trợ duyên với nhau trên cái tinh thần đạo đức để mà tu hành trong cái thời kỳ cùng cuối. Chứ đâu phải đứng lên đây nói mà có ích lợi gì. Ví dụ Tư Hoàng nói hôm nay cũng xin chia sẻ với cô bác thôi, để mà đủ duyên, có nhân duyên với nhau rồi đặng lo mình tu hành hoặc lo làm hiền để mình sau này được trời Phật cứu. Thành thử cái ý đồ Tư Hoàng là như vậy, chứ không phải đứng lên đây nói để mà có lợi gì cho mình, hoặc mình nói lên đây để mà có cái gì, hoặc là dạy đời. Họ xin thưa không phải vậy, không có dạy đời ai chứ. Đây là nói bằng sự thật, nói bằng nhắc lại những cái lời cơ pháp của thầy, của Phật, của thầy, để mà chia sẻ đã coi như cái đời nó tới hay là chưa, mà chiến tranh nó sắp mà bùng nổ chưa. Thành thử nội trong cái năm Mèo tháng 10 này thì thấy nó đánh với nhau ở ngoài Trung Đông rồi đó. Rồi bây giờ Trung Đông rồi cũng bước qua Thịnh Tị rồi, bắt đầu nó còn làm quýnh dữ dội nữa nè. Rồi tới Biển Đông nữa nè, như vậy tới chưa? Mà Biển Đông mà phải nó im mà xong rồi thôi, rồi nó vô tới cái vùng Thất Sơn Mầu Nhiệm đó. Vì cái vùng Thất Sơn này mà tại sao 7 cái núi này là mà gọi là Mầu Nhiệm? Vì 7 cái núi này có gì những cái gì vật báo quý của trời Phật đã định, hoặc là có cái là cái trung ương Phật pháp nó nằm ngay chân cái vùng của Thất Sơn Mầu Nhiệm, là cái vùng bảy núi mà khẳng định là cái núi cấm, ngay cái núi cấm. Vì Đức Thầy cho biết cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu. Cõi trung ương này hồi trước bên Trung Ấn Độ của Đức Thích Ca Mâu Ni, bây giờ thầy nói luân chuyển là dời đổi rồi. Phương Nam là thầy chỉ thẳng ngay đất nước Việt Nam, mà thầy khẳng định là núi cấm luôn. Thầy chỉ là coi như là đành rành xác thực luôn. Mở hội thánh nằm chọn người trung hiếu, hoặc nước Nam Việt nhằm cõi trung ương sao sẽ có Phật tiên tại thế. Đây là báo tin cho biết trước, vì đất nước Việt Nam là dòng giống con rồng cháu tiên, vì vậy hôm nay cơ trời đã định xây chuyển về cái đời thánh đức thượng, dựng lên cái đời thánh đức thượng vân lập hội long hoa tại đất nước Việt Nam. Cho trên thế giới này không biết bao nhiêu nước mà sao mà Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế không định, dụ Nga Tàu Anh Mỹ hay là hoặc các nước khác, mà định có đất nước Việt Nam. Vì có đất nước Việt Nam mình là dòng giống con rồng cháu tiên, nó còn cái giống này. Vì vậy mà hôm nay cái cơ trời mới định cái đất nước Việt Nam, với hai nữa đất nước Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng mà tu nhiều hơn. Vì vậy mà tu là tu chân chánh, tu theo cái chánh pháp, có nghĩa tu theo cái bát chánh đạo tứ diệu đế của Đức Thích Ca Mâu Ni, mà hôm nay thầy lãnh lệnh để mà trấn hưng Phật giáo, thầy bài khai, thầy dạy rõ ràng ẩn sắc phàm dình đạo Thích Ca, hoặc ta thừa dương sắc lĩnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Như vậy thì hôm nay là thầy thị hiện tại có đất nước Việt Nam, là đây là cái sứ mệnh trọng đại của thầy để tận độ chúng sanh trong đất nước Việt Nam trong cái thời kỳ cùng cuối này, mà để báo tin hoặc qua là ra những cái cơ lãnh, mà nói những cái cơ quyền để cho chúng sanh thức tỉnh tu. Đức Thầy nói rõ ràng, Đức Thầy nói mèo kêu bá tánh lao sao nè, đây là cơ pháp không đó. Đến trường dòng gắn máu đào chỉnh ghê, mà máu đào khi không là qua năm thành tị là máu làm sao, nguyên nhân nào có máu đào chỉnh ghê, chỉ có chiến tranh thôi. Rồi con ngựa lại đá con dê khắp trong trần hạ, nhiều bề gian lao, rồi khỉ kia cũng bị sáo xào canh phia gà gáy, máu đào mới ngưng. Như vậy qua nửa năm dậu mới ngưng. Lời tiên tri của Đức Phật Thầy Tây An cũng vậy, mà là cái câu này mới gắt nè. Cái câu này là Đức Thầy cho biết là cuộc đời càng gắt lại càng gai đó. Càng gắt mà càng gai, năm 39 mà Thầy đã là hé ra cái mệnh đề, ý đề này là để cho chúng sanh thức tỉnh tu. Ngặt máy thiên cơ chẳng dám bài, chẳng qua Thầy khiêm nhượng thôi, chứ Thầy có lãnh cái lệnh, Thầy có quyền bài cơ pháp. Thiên cơ được lệnh nên ta nói nha. Gắn núp với hang coi ngựa chạy. Là Thầy nói là gắn là năm tỵ đó. Rồi năm ngọ đó, ngựa là ngọ đó. Gắn núp với hang coi ngựa chạy, khỉ ngồi trên ngọn ngó gà bay. Đông Tây Nam Bắc, Đông Tây trộn rộn trời che sát, Nam Bắc ê hề đất trở thay. Nhân vật mười phần hao bảy tám, thần tiên thấy vậy cũng châu mày. Chứ này hao tới bảy tám, mà Đức Nhận Trình Ngài cũng nói mười phần hết bảy còn ba, hết hai còn một, mới ra thấy bình như vậy. Bây giờ mình không tu sao? Mình không làm hiền, không hiền mình cũng phải làm hiền.
không tu rồi cũng phải tu. Nó bây giờ dòm hai cái nước Israel với Hamas nó đánh với nhau, và dân nó dân ở ngoài chết đó. Dòm thấy kêu bằng là khủng khiếp. Thậm chí bây giờ nó cái ngay chỗ cái bệnh viện đó mà dân là tu mà tụ hội lại đó, cũng như là cái chỗ này là cứ ngỡ là có nghĩa không khi nào nó đánh vô đây vì cái bệnh viện. Rồi cái thứ hai nữa là cái người bệnh đang nằm trong cái bệnh viện đó, nhưng mà nó vẫn tên lửa nó cũng đưa vô bệnh địa hết đó. Rồi chết không biết bao nhiêu cái chỗ này. Vì vậy đây là cái cơ trời rồi, cô bác huynh đệ ơi, trong nước ngoài nữa cũng vậy. Không có chạy đường nào mà giờ phút này mình đừng có lo danh lợi, đừng có lo về hơn thua cao thấp, mà phải trở lại cái để cái tâm mình cho nó bình tĩnh, rồi để trở lại cái tâm mình cho nó thanh tịnh, mình lo mình niệm Phật, mình gán tu tập làm hiền để mà mình sau này mình được cứu độ. Chứ còn bằng không chuyến này rồi không có trốn đâu, không có chạy đâu. Đã thầy cho biết khắp thế giới mà chiến tranh cả một cái thế giới này đang mà chạy đâu, chạy đường nào, chỉ có chạy con đường làm hiền, con đường niệm Phật thôi, chứ ngoài ra không có chạy đâu. Chạy cái gì? Nó ngồi đây mà nó nhấn nút là nó bay đằng kia cả trăm cây số, đằng kia nó nổ một cái là bình địa nặng, chạy đường nào, chạy đâu cho khỏi. Rồi đây nè, cái đó là chỉ là tên lửa thôi, còn hạt nhân bây giờ nó bùng lên một cái rồi đừng nói chạy, không trúng cũng chết nữa. Thấy nước Nhật vừa rồi chỉ có hai trái thôi mà hết nửa nước. Rồi thời kỳ đó là Mỹ nó chưa tiến bộ rồi, còn bây giờ là khoa học nó tiến bộ, nó hiện đại rồi. Một trái bây giờ có thể chết hết một nước, chứ đừng nói hai trái. Nhưng mà nước nào bây giờ nó cũng có, Bắc Triều Tiên cũng có, Nga cũng có, Trung Quốc cũng có, Mỹ cũng có nè. Chỉ có mà các nước châu Á nhỏ nhỏ chưa có, Bắc Triều Tiên á. Nó là coi như là ổ của nguyên tử hạt nhân. Rồi nó bùng lên một cái, nó bùng lên đây rồi một cái mình chạy đâu. Nó cái không khí, khí độc rồi nó đưa vô một cái thở hết nổi rồi. Không có chạy đường nào nữa chứ. Giờ chuyến này đừng có lo gì xa xôi, xin thưa cô bác huynh đệ, nếu đủ duyên nhà Tư Hoàng xin chia sẻ như chỗ này. Giờ mình sống bằng cái thực tế, bằng cái hiện tại đây, lo niệm Phật, rồi lo mình làm hiền, hoặc là mình lo lại tu tập. Chứ giờ này đừng có chạy đâu, đừng có tính cái gì nữa chứ. Cái giờ nó đã tới, cái đời nó đã xong, sắp sửa xong rồi, còn cái gì nữa, cái cơ tận diệt rồi. Đây là cơ trời chứ không phải mà phàm tính đâu mà chạy. Rồi bây giờ chiến tranh như đất nước Việt Nam hoặc là trong cái vùng châu Á này nó chưa có nè, thành thử mình không màng thế sự. Rồi bây giờ ở ngoài Trung Đông hay nước ngoài đánh, mà nếu thật tình là mình có chứng kiến ở Trung Đông coi, dòm thấy thử coi, mình dòm cái coi rồi thử cái hồn mình bay không. Rồi dòm thấy máu nó linh láng như vậy, chết coi như là không tưởng tượng. Không biết bao nhiêu con người chết, mà mỗi 100 người bây giờ cô bác huynh đệ thấy 100 người bao đông, rồi 1.000 người bao đông, mà mấy chục ngàn như vậy đó, rồi thấy còn cái gì không? Không còn cái gì hết trơn. Rồi đây nè, bệnh đau nó bùng phát trở lại nữa. Đau bệnh này chưa hết đâu, ngày thầy trở lại đi, có 5 tỷ này thầy trở về nữa, thầy hất nước không đó, chứ không phải chơi đâu. Vì cái bệnh này có nghĩa tới giờ đó nó quay trở lại, cái virus này mà nó đưa lại trở lại một cái nữa hen. Bởi thầy nói lớp đau chết kể thôi vô số, đau chết đó, kể thôi vô số, con số này kể không nổi. Rồi thêm tà ma yêu quái trật đường, nó đủ điều chuyện chết hết trơn, nó đủ thứ. Lớp nào là nổi cái sụp đất không, ví dụ mình đang ngủ như vậy nè, ông làm cái hì xuống như vậy rồi mình chạy đâu, chạy kịp không? Chứ đâu phải đợi cho mình mà tới rồi mình mới chạy đâu. Đang ngủ mà ổng sụp như Trung Quốc nè, sụp nè. Rồi Thổ Nhĩ Kỳ nó sụp như vậy đó, rồi chạy đường nào, chạy đâu cho khỏi. Nửa đêm nửa hôm nằm đang ngủ vậy, hoặc là hiện bây giờ coi như là các những cái điểm của trời nè, nội bây giờ thấy mấy cái núi mà nó lỡ không một cái mình thấy cũng hốt hết hồn. Như mấy cái nhà mà gần triền núi đó ở trên cũng đưa xuống rồi cái rồi thì chạy đường nào cho khỏi. Chạy đâu cho khỏi cái kỳ chót này, là gì là cái cơ tận diệt rồi mà. Cái cơ cuối cùng cuối rồi, thành thử ra đâu có còn gì nữa. Bây giờ mình chỉ niệm Phật làm hiền thôi. Xin thưa với cô bác trong nước ngoài nữa cũng vậy, kỳ này ráng mà lo làm hiền, ráng lo niệm Phật cô bác ơi. Nếu đủ duyên thì mình ăn chay lạc ngày nào, đỡ ngày nấy cho nó bớt đi cái sự sát giết sát sanh, cho nó nhẹ cái linh hồn mình lại. Dầu mình tu ít cũng Phật thầy cũng khen mình hay nữa, vì thầy khẳng định là phi người tu tịnh ít nhiều cũng hay nữa.
Mà con cái không tu là chuyến này là phải chịu, không có chạy đâu, không có trốn đâu, vì cái cơ tận diệt. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ nhiều cái ý đề này đến với cô bác trong nước ngoài nước. Chiến tranh chiến này là bước qua cái thình này, thình tị này, ngọ mùi 4 năm này là Đức Trạng Trình Ngài là đã khẳng định rồi đó. Là năm gồng gắn ngựa dê, chúng sanh thế giới, ê hề thay thi. Cả một thế giới này lắm, chứ không phải riêng đất nước nào đâu. Lời của Đức Trạng Trình thì Ngài đã tiên tri rồi thì không thể nào di dịch được. Là bắt đầu bước qua cái thình này, hết cái mẹo này tới cái thình này. Thì bây giờ còn có 2 tháng nữa tới cái thình này. Rồi thành tị nè, rồi ngọ mùi là 4 năm này là 4 năm ác liệt đó. Chứ không phải chơi đâu. Thành thử cái trận đồ này mà chiến tranh mà để Tam Thế Chiến nó bùng lên một cái rồi là Đức Trạng Trình nó khắp thế giới á, ê hề thay thi á. Chứ đừng nói mà nước này ví dụ có, nước kia không có, nước nào cũng có, nước nào cũng bị chứ, nước nào cũng chiến tranh hết chứ. Tại vì không ít là nhiều, nhiều ít. Nội cái đất nước Việt Nam, nội cái châu Á nhỏ thôi, bây giờ miên nè. Đất nước Miên với Trung Quốc rồi bây giờ hai thằng nó hợp nhau, nó qua bên Miên, rồi bên đất nước Miên bây giờ Trung Quốc nó qua nó mua đất rồi nó qua nó xây dựng căn cứ quân sự đồ của nó vẫn nó giờ mà không biết bao nhiêu rồi đây bắt đầu rồi. Nội cái này Việt Nam với Miên với Trung Quốc hai cái nước nhỏ còn hận thù, còn ăn quán, còn đánh, còn sát giết với nhau. Chứ đừng nói các nước thế giới mà có cái tài nguyên hay là một cái kinh tế lớn gì để giành giật hết trơn. Bây giờ có gì đâu. Đức Phật cho biết, thầy cho biết rồi, cùng nhau giành giật mới là theo phơi, mà giành gì giật cái gì. Thì giành ba, ví dụ bây giờ các những có những cái tài nguyên của đất nước, ví dụ là mỏ dầu nè, hoặc là những cái đồ quý báu đó, từ cái chỗ đó là lấn chiếm với nhau, giành giật với nhau, mà giành cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Chứ nếu mà nói về cái cảnh giới ta bà này, nếu người hiền người tu hết thì không khi nào có chiến tranh. Tại vì có chiến tranh, Đức Thầy đã khẳng định là chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Mà cái loài người tàn bạo này là bây giờ là nó nắm quyền không á. Cũng như bên Trung Quốc bây giờ có ông Tập Cận Bình, ông bất chấp á. Bây giờ chết dân số ổng là chết bao nhiêu chết, thậm chí lũ lụt như vậy, chết như vậy mà ông vẫn đem quân, đem tàu chiến ra ngoài biển Đông để giành giật, chiếm chỗ này, chiếm chỗ nọ, chiếm chỗ kia. Rồi Tổng thống Putin á, đất nước Nga tự nhiên vậy cái bắt đầu kéo qua quấn Ukraine. Thấy không? Mình thấy như vậy thành thử ra bây giờ nó giành nó giật với nhau cũng vì cái tự lợi đó. Thành thử Đức Thầy mới nói khắp thế giới binh lương cựu túc đó. 4 câu này là 4 câu xác thực đó. Quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau, vì cái quyền lợi mà xé sâu nhau. Chứ hải chi mà còn đối với cái người tu thì nó không màng thế sự rồi. Người tu chỉ biết hiện kiếp này mình tu thôi, vì cái xác thân giả, cái gì cũng giả, mà Phật cho biết tất cả thế gian này đều là giả, nó không có thiệt. Thậm chí cái thân con người mình đây rồi cũng phải chết, cũng phải hoại, phải sình. Như vậy cái thân mình còn không thiệt mà giành với giật để làm gì. Nhưng mà cái người không tu người ta giành. Đức Phật cho biết là cùng nhau giành giật đó mới là thay phơi. Nếu không giành sao được. Khắp thế giới binh lương cũ túc là khắp cả một cái thế giới ta bà này. Nước nào binh là lính, lương là lương thực, nó dự trữ. Nó lo là để có là nó điêu luyện là lính của đất nước nó. Điêu luyện để dự trữ lương thực để làm gì? Quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau. Vì cũng có cái tư lợi, vì cái lợi quyền riêng tư mà xé sâu nhau. Rồi thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, có nghĩa Đức Phật thấy chúng sanh nó tuôn giọt máu đào. Tại vì đất nước nào mà nó chiến tranh rồi dân chết không biết bao nhiêu, chết muốn gần nửa nước, có khi cả nước luôn á. Thành thử Đức Phật nó mới động tình, thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Đức Phật thấy chúng sanh chết mà Phật còn muốn rưng rưng nước mắt, chứ đừng nói mình tới chừng đó mình không có chạy đâu hết trơn. Vì nước nào nó cũng có chiến tranh. Rồi đây nè, tới biển Trung Đông mà từ bước qua cái thình tị này, nghe Trung Đông nó quýnh còn ác liệt nữa. Rồi bước qua cái thình tị tới cái ngọ mùi là biển Đông, với hai nữa thình tị bây giờ coi chừng biển Đông nó sống dậy luôn nữa. Nó quýnh cả cái thế giới này luôn á. Trung Đông, biển Đông gì nó cũng là sống dậy hết trơn. Chưa gì hết á. Hai nước ngoài nó đang đánh nhau, nhiều Hamas như Israel nó đánh nhau mà trong này tập
bên Trung Quốc nó hâm, nó đánh bà Thái Anh Văn Đà Loan rồi đó, nó đòi đánh rồi đó. Anh thấy rõ ràng rồi, anh thử ở ngoài chưa yên mà ở đây nó đòi đánh rồi. Anh thử không bùng lên sao được. Vì vậy mà hôm nay thành thử bây giờ nổi gần hơn cái Việt Nam, Campuchia, Campuchia nó cũng muốn đòi đánh Việt Nam nữa rồi nè. Nó tới ngày giờ rồi, thành thử Tư Hoàng mới chia sẻ cái chỗ này, xin thưa với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, cái chu kỳ này mình ráng làm hiền, ráng niệm Phật thôi, chứ còn bây giờ để dừng cái tâm mình lại đi, đừng có mà chạy theo danh lợi hoặc vật chất xe xua gì nữa chứ. Vì chút xíu nữa đây nè, ngày nay yên tĩnh cho ngày mai thảm sầu nè, rồi bây giờ mình lo trong tính cái gì, lo cái thân mình đây nè, còn không biết là còn sống nổi không đây nè. Thành thử bây giờ xin thưa với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, bây giờ mình có ăn mình đủ ăn à, hoặc mình có ăn rồi thôi, bây giờ mình dành chút thời gian để làm hiền, để niệm Phật đi. Đây là Tư Hoàng xin chia sẻ thiệt đó. Ngày nay yên tĩnh ngày mai thảm sầu, hoặc là mắc dình ngoại quốc thảm thê, nam bang cảnh khổ cũng kề bên tai, ở ngoài thảm là đây khổ liền, tại vì nước chảy đâu đâu cũng tới à. Ở đây là chỉ nói mới có chiến tranh thôi chứ chưa nói là sụp đất sóng thần, hay là chưa nói tới bão tố phong ba này, nhưng mà nó kinh còn nhiều cái chuyện chết lắm. Sắp tới đây nè, cái vùng bảy núi Thất Sơn Màu Nhiệm này mà núi cấm mà nổ rồi một cái đó hen, thì hổ lan ác thú muôn bày à, chúng phải chơi đâu lớp bay lớp chạy, sau này đa đoan ai mà ăn ở nghênh ngang đón đường nó bắt xé tan xác hồn, hoặc là gắn to tên gọi mẫn xà đó trên rừng nó xuống nó tha dương thần, rồi ông đang chèo ông xuất hiện không xuất sao được. Mà đức thầy cho biết đó, đức thầy cho biết nè, mất cái núi Sam trước, nổ cái núi Sam trước đó, vì đức thầy nói là núi Sam sau mất Thất Sơn với Điện Đài, có nghĩa là mất cái núi Sam trước rồi mới tới Thất Sơn. Thất Sơn thất là bảy, sơn là núi đó, thành tự núi Sam nổ trước đó. Mà nổ cái núi Sam rồi là đó là một cái tiếng trống lệnh của ông Nam Chèo á, ổng chỉ dùng là ổng lăn ngang một cái thôi là bắt đầu ổng có thần thông ngũ thông đó, ổng bay lên không trung á, ổng phun lửa tới đâu là cháy tiêu diệt tới đó, 18 nước còn bó tay với ổng đó, chứ đừng nói một hai nước. Đây là sáu thần ha, cũng là lãnh lệnh trời đó, chứ không phải nói nhiều khi cái nhân viên mình không có không hiểu biết được, có nói là ví dụ năm nước hay là cái gì, chứ không phải ông Năm Chèo nó xin thưa để mà nói nha. Cái thứ nhất á, trong đất nước Việt Nam mình cho Tư Hoàng xin nhắc lại, nếu không có cái di tích ông Năm Chèo thì ở đình Thới Sơn đâu có cái hồ ông Năm Chèo, mà cái hồ ông Năm Chèo này thời kỳ của Đức Phật tại Tây An giao cho ông định tây về ông nuôi ngay đó đó, thành tử hôm nay có cái hồ ông Năm Chèo. Cái thứ hai nữa, đức thầy khẳng định đã chỉ rõ ràng ở Dàm Nao, đức thầy nói con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung. Đức thầy nói con nghiệt thú, ông Phật không có nói dốc đâu, Phật không có nói dốc đâu, bài khai thiệt để cho chúng sanh thức tỉnh tu. Nhưng mà ông Năm Chèo mà ông xuất hiện rồi một cái đó hen, thì nhìn lần trời lửa cháy liên liên, tiêu điều sản vật điền viên, thần thông biến hóa với miền Trung ương. Nhìn lần trời lửa cháy liên miên, tiêu điều sản vật điền viên, sản vật là vật dụng trong nhà đó, điền là đồng, viên là giường, cháy không còn đâu. Tại vì cái lửa này là lửa xanh không à, cái lửa tam muội chứ không phải cái lửa của trần đâu, không phải lửa đỏ đâu. Thành thử ông Ba Thới ông mới nói thiếu phước đức sắc gan cũng chảy, chiến này lửa này sắc gan còn chảy nữa, chứ đừng nói cái thân này. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, chiến này giờ mình không hiền mình cũng phải làm hiền, mình chỉ làm hiền thôi, làm hiền để sau này mình giữ được hội Long Hoa, và thầy mới độ mới cứu mình, rồi mình được dự hội Long Hoa, và thầy đưa mình qua đời thánh đức thượng quan để sống nối đời 5.000 năm nữa. Còn chút xíu nữa đây nè, bước qua cái thịnh này là còn bao nhiêu, nó bùng lên chiến này mà nếu mình không hiền rồi một cái, đừng có nói mình được tránh tên lửa không được đâu. Ở xa nó nhấn nút mà nó nhấn hàng ngàn hàng triệu trái á, vô thành phố á, chạy ở đâu tránh đường nào không có được, giờ phút này không có tránh đâu, mà chỉ có tránh làm hiền, chánh niệm Phật chỉ có bao nhiêu thôi. Chứ còn xin thưa với cô bác huynh đệ, dù trong nước ở ngoài nước cũng vậy, ở đâu cũng có chiến tranh đó. Cả một cái thế giới mà thầy đã nói rồi, khắp thế giới của nhà tan nát, chứ đâu phải đất nước Việt Nam không, hoặc Trung Quốc hoặc Nhật Ấn Độ nào không, không phải vậy, nước nào cũng có chiến tranh. Thành thử xin thưa với cô bác huynh đệ, chuyến này kỳ này ráng nó tới cái ngày cái giờ rồi. Cô bác huynh đệ ơi, bước qua cái thành cái tị này là chiếc đệ tam thế chiến nó bùng lên, khẳng định thôi, Tư Hoàng dám nhấn mạnh chỗ này là vì sao, lời của Đức Chặn Trình tiên tri 500 mấy năm nay đâu có di dịch được,
Đó, Đức Trần Trình Ngài nói long vĩ xà đầu khởi chiến tranh, long là rồng, vĩ là đuôi, xà là gắn, hoặc là năm rồng gắn ngựa dê, chúng sanh thế giới ê hề thay thi. Đây là lời của Đức Trần Trình. Còn Đức Huỳnh Giáo Chủ thầy cũng khẳng định rõ ràng, mèo kêu bá tánh lao sao đến trường rồng gắn máu đào chỉnh ghê. Mà bây giờ có lắm khi có một số huynh đệ hỏi cái thành đào. Bây giờ còn hiện bây giờ mình nhìn ngoại cảnh không, mình biết nó tới hay là chưa, chứ đừng nói cơ pháp. Cái thứ nhất mình nhìn ngoại cảnh coi, hiện bây giờ là mấy nước nó đánh với nhau, rồi lớp nào Thổ Nhĩ Kỳ nó sụp đất, nó chết mấy chục ngàn như vậy đó. Rồi thêm cái là Libya cái bị sóng thần chết cũng mấy chục ngàn như vậy đó. Rồi hiện bây giờ Trung Quốc rồi chết không biết nói ngàn nào mà nói như vậy nữa, tới chưa. Rồi bây giờ nó là thằng Na quýnh Ukraine, rồi Hamas quýnh Israel, nó rồi tới chưa. Chứ đừng nói tới cơ, nó còn nói tới cơ thì không di không dịch không chinh được. Đức thầy khẳng định rồi, mèo kêu bá thánh lao sao đến chừng rồng rắn, bước qua cái thành tị này nè, máu đào chỉnh ghê đó. Có chỗ thầy nói con rồng mới nửa gút nanh mà trong bá thánh thất thanh hải hồn, con rồng mới nửa gút nanh là rồng là năm thìn, mà mới nửa gút nanh là mới có nửa năm rồng thôi, mà trong bá thánh thất thanh hải hùng, chứ không phải nói đơn giản đâu. Ở đây là Tư Hoàng xin chia sẻ với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, ví dụ chưa có cái duyên tu hành thì mình ráng, thời kỳ cùng cuối rồi mình ráng niệm Phật, ráng niệm Phật, ráng làm hiền cô bác ơi, chứ bây giờ không còn gì nữa để nói đâu. Lời của thầy đã khẳng định. Còn ông ba ông cũng tiên tri, ông giáp thời ngó thấy binh đao, mà mỗi một cái giáp là 61 năm nó mới tới một con giáp. Rồi con giáp này con giáp lớn, con giáp này nó mà cái năm thìn này là giáp thìn. Thành thử ra mà ông ba ông nói giáp thời ngó thấy binh đao là chiến tranh. Thành thử bước qua cái thình này là không còn gì nữa để nói. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ xác thực cái ý đề này cho cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước. Bây giờ mà còn cái gì nữa mà mình không thấy, nội con cái bây giờ mình nhìn ở ngoài mình cũng thấy rồi, nó tới hay là chưa ở đầu, chứ hồi đó giờ đâu có vụ mà sập đất nó chết mấy chục ngàn. Cái đời của mình chưa có, mà bây giờ có. Bây giờ là từ bắt đầu là như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ rồi nó sập, hoặc là nước Nhật. Nó mình thấy rõ ràng giờ sụp đất cái chết mấy chục ngàn không. Chiến tranh chỗ này chưa dứt lại chiến tranh chỗ khác thôi. Đúng rồi, không có thể nào nó dứt được. Tại vì cái màn này là cái trận đồ cuối rồi, mà thầy cho biết cái tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu rồi, phải chuyển xây trái đất một bầu đặng lừa lọc con tiên cháu Phật. Mà diễn cái tuồng hát mà hồi đó giờ chưa hát, hát thì màn 1, màn 2, màn 3 là giãn tuồng, chứ không thể nào hát được màn 2 màn rồi ngưng, không có ngưng được. Tại vì biển Trung Đông không phải nó đánh xong rồi nó ra xong rồi tới biển Đông. Và biển Đông nó xong rồi là lần hai là biển Đông rồi, lần ba là vô cái vùng bảy núi Thất Sơn Màu Nhiệm, mà không có sao được. Đức thầy nói qua liền năm nước chặt đường qua lộ Nhân Giáo, máu tràn thành sông là có lộ Nhân Giáo từ nhà bàn Tịnh Biên thẳng về núi Cấm là con lộ Nhân Giáo đó, mà Đức thầy cho biết là qua liền đó nghe, sông biển Đông là nó qua liền hả. Tại vì nó dứt ở ngoài Trung Đông rồi là biển Đông nó sống vậy, mà biển Đông nó sống vậy nó bình địa, nó tối trời thì tối đất ở ngoài sông hết rồi là bắt đầu vô tới Thất Sơn Màu Nhiệm. Mà Thất Sơn Màu Nhiệm mà Đức thầy cho biết là qua liền năm nước chặt đường đó, qua lộ Nhân Giáo máu tràn thành sông, rồi mới tới đổi nhật đổi nguyệt đổi phong đổi năm đổi tháng đổi trong có ngày giờ mà không. Tại đổi nhật đổi nguyệt là đổi mặt trời mặt trăng, đổi năm đổi tháng đổi trong có ngày giờ, rồi đổi cha lại đổi nhà thờ đổi cồn đổi bãi mới đổi cờ Nam Bang, đổi cồn sao cũng phải đổi hết. Cù lao sụp trước làm đầu không đổi sao được. Trời xây Âu Á bốn khoang, nước tràn bờ cõi khó an thời kỳ. Thầy nói nước tràn bờ cõi cái thời kỳ này coi hiện bây giờ nội mình thấy cái nước bây giờ lũ lụt, nước nào cũng là lũ lụt tùm lum tùm la, các nơi các chỗ nước nào cũng có hết. Thì như vậy là tới hay là chưa, chuyển lưng bỏ bực biên thì cái đây là phép trời nghe, không có cái đê nào mà chịu nổi cái phép của trời đâu. Có nghĩa là chuyển lưng bỏ bực biên thì là mấy cái đê đó, đây gì chịu cũng không nổi qua cái phép trời, nước cũng tràn hết trơn á. Rồi ngửa nghiêng trời đất mới lập kỳ thượng quân, chứ không phải lập đời thượng quân thánh đức mà im lìm để mà để qua đời thánh đức hoặc dự hội long qua mà im đâu. Tại vì cái cơ tận diệt tràn qua xảy lại hết xấu tới tốt, hết vong nữa mới tới tồn, chữ tồn là còn lại đó, chứ này xử vậy đó. Thành thử tới cái cơ trời ra xử rồi, Đức thầy khẳng định là ta dừng tay chờ đợi lĩnh thiên Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng. Như vậy là mình thấy xử chưa, nội cái thấy bão tố phong ba sụp đất sóng thần này rồi, chứ được chưa, không nói gì tới chiến tranh, nội có sụp đất thôi, sóng thần thôi là được, là nước nước nào là nước đó là tiêu diệt hết, dân chúng chết không biết bao nhiêu mà nói.
Rồi đây chiến tranh bùng lên một cái nữa thì mà chiến này hết bảy rồi. Thật sự để mà nói nó bùng lên chiến này nội mà ở Trung Đông biển, như mà Trung Đông Biển Đông nó bùng lên cái hết bảy rồi. Mà nó vô cái vùng Thất Sơn Màu Nhiệm bảy núi này là hết ba nữa, còn có một rồi, mới ra Thái Bình. Thành thử cái cơ trời đã định rồi. Thành thử mình muốn khỏi, mình muốn tránh mấy cái chiến tranh hoặc là tránh những cái sụp đất sóng thần, chỉ có chiến này, chỉ có trời Phật thầy cứu mình thôi. Rồi đây nè, Tư Hoàng xin chia sẻ thật sự luôn á. Đức Cố tái lai á, Đức Cố trở về thật sự luôn đó, chứ không phải chạy Đức Quang Thượng trở lại đó. Trung trực hòn nguy đãi lịnh thiên, Đức Cố tái lai lại để mà giữ trong bốn ông thẻ này mà để cứu người hiền nè, để thay thế thiên hành đạo đó, chứ không phải nói đơn giản đâu. Vì vậy mà hôm nay cái người hiền trong đất nước Việt Nam mình là Mai Duyên có một cái là được vô vòng bốn ông thẻ. Mà trong bốn ông thẻ này đó, sự thật để mà nói không có súng, không có đạn nào, không có nước nào mà vô được đó. Vì tỷ quả thần lung của Phật Bà đó chùm lại, có phép của Phật Bà đó. Thành thử ra tới ngày giờ đó, rồi cái người mà không tu là không có vô được à. Tư Hoàng xin chia sẻ đâu đó rõ ràng nè, tại sao không vô được. Đức Thầy mới nói nơi phía trước treo leo tiếng khóc á, đứng sau lưng hình dốc dãy chân á. Nơi trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dốc dãy chân là khích chân đó. Mà đứng đó đâu có yên, nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai. Chứ không phải đứng đó mà yên đâu. Thời cũng bởi không ai tu niệm, không tu mà không niệm Phật nữa, rồi cứ lẳng lơ ngạo biếm khoe khoang. Có nghĩa không tu mà biếm nhẹ chỉ trích người tu nữa. Và đến nay là buổi tai nạn, đến nay là tới cái giờ đó đó. Tam thiên lục bát khắp trần hay dâm, lời của Phật của Thầy vậy. Nói, không có chi, không có chinh, không có chịch đâu cô bác huynh đệ ơi. Vì vậy hôm nay mình hiền, không hiền cũng phải gắng làm hiền. Không tu mình cũng phải gắng tu. Sợ gì có trận đồ cuối rồi, đò chiều chiến chót rồi. Còn chiến đò mình không xuống nữa, đò đâu đi. Ví như đó là sự. Còn nói về lý mà chiến này mình không tu là không thể nào sống được. Không hiền không thể nào sống được. Được chưa? Dạ, rồi huynh hả? Lời cuối khuyên khán giả, khuyên cô bác đi. Như vậy thì hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ cái clip này với cô bác huynh đệ trong nước, ngoài nước, trong cái thời kỳ cùng cuối. Tư Hoàng cũng xin hết sức, hết lòng để góp ý chia sẻ với cô bác, mong cầu cho cô bác để hoài đầu thức tỉnh làm hiền trong cái chuyến đò chót trong cái thời kỳ cùng cuối này. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn sư huynh. Thì thầy nói là từ đây đến Tết nó còn nhiều việc ly kỳ đó huynh, lẹt đẹt vào đây lẹt đẹt đùng đó, rồi có vẻ là cái bước vào của năm Thìn đó, nhiều cái bài mà thầy nói về Tết đó huynh. Huynh nghĩ cảm thấy Tết hôm nay thế nào, yên ổn bình an không? Nói chung là nói về cái Tết á thì mình thấy Tết hồi trước á thì nó còn bình còn an, chứ còn bước đầu cái từ hết cái mẹo này bước qua cái Thìn cái Tết này, thầy nói ăn Tết nè, ăn Tết biết ăn sao không? Thì ra xưng ấy là xưng gượng, của buổi loạn ly gợi thảm sầu. Xưng gượng có nghĩa là ăn Tết gượng thôi, mà của buổi loạn ly là chiến tranh. Thành thử ra không có mấy từ cái Thìn này mà đổ dài lên, không có cái Tết nào mà ăn. Nỗi lo trốn, nỗi là chiến tranh, súng đạn không bơm đạn mà nó nổ kêu bằng là gần trời hết trơn rồi, tại đâu còn có chỗ nào nữa mà ăn Tết chứ không ăn Tết. Đức Thầy khẳng định rồi, thì ra xưng ấy là xưng gượng, của buổi loạn ly gợi thảm sầu. Thành thử xin thưa với đại, xin thưa với đại, rồi lẹt đẹt rồi đây lẹt đẹt đùng đó, lùng tung lúng túng, dân ta túng ngao ngán cho dân lão bắt khùng. Thành thử ra mình không hiểu, mình không biết, chứ còn giờ này mà ở đó mà còn Tết, ăn Tết ăn gì nữa, có môn ăn chết thì có. Thầy đã khẳng định rồi, thì ra xương ấy là xương gượng, có nghĩa là ăn gượng gạo ăn Tết thôi, là cái năm mẹo này vừa rồi đó nghe, là còn trong cái tháng 2 nó còn yên bình đó. Thành thử ăn Tết nó gượng gạo thôi nghe, của buổi loạn ly gợi thảm sầu, chứ đừng nói ăn Tết chiến này mà chạy chết chứ ăn Tết cái gì. Từ bắt đầu bước qua cái Thìn này chiến tranh nó bùng lên một cái rồi đó nghe, nhưng mà chẳng qua là mình hơi xa chút hơn. Tại vì Trung Đông và Biển Đông mình còn hơi xa xa, tới cái vùng bảy núi, tới chừng đó mình ăn cái gì? Chạy kêu bằng là thầy nói là bay hồn mà khiếp vía đó, chứ đừng nói mà ăn. Rồi còn gì nữa để hỏi thêm không? Mà thầy cũng nói cũng gần, cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến à.
không đến đây. Thầy nói cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến, chiều mai chứ không có lâu. Thành thử trong cái chu kỳ này, thành thử cái năm mẹo mà cái tháng bừ này thì nó vô cái vòng rồi. Không còn gì nữa để mà diễn tả về cái vấn đề mà thảm với khổ hay gì đó. Rồi đây nên đã lị, tháng bừ này lị tuôn dầm về thì Biển Đông nó chết coi như là mấy nước ở ngoài nó chết rồi, dầm về ở ngoài rồi. Rồi đây rồi chết rồi là Trung Đông, ấy là biển là Trung Đông rồi tới Biển Đông rồi. Rồi Biển Đông mà nó sống dậy cái tối trời tối đất luôn á. Ngày đêm luôn à, 7 ngày đêm mặc lối trời trăng. Mà Đức Thầy cho biết là khùng tống biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ khùng đạo Thích Ca, chạy đường nào cho khỏi. Lời các ngài đã tiên tri đã báo cho mình biết trước hết rồi. Nội có cái là 7 ngày đêm đêm mê thức tỉnh à, nằm một chỗ đó đó 7 ngày đêm. Chứ đừng có nói không biết mà còn sống hay là chết nữa. Chứ ở đó mà giờ này mà không lo mà để mà lo còn danh còn lợi còn xe còn xua cái gì nữa. Ở đây Tư Hoàng xin chia sẻ thiệt với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước nha. Chứ ở đây Tư Hoàng không có phải mà ỷ tài hay ỷ cái lực gì hết. Nhưng mà đây là gì là lòng nhân ha, một dòng một giống, hoặc là các nước cũng là một giống người. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng biết nhiều hiểu nhiều thì xin chia sẻ với cô bác huynh đệ để góp ý nhắc nhở lại để cho cô bác mà ráng tu ráng làm hiền trong cái thời cuối thôi. Dạ. Vậy là cái thời này còn kịp không anh? Tu kịp ha? Kịp chứ. Đây là lời của thầy khẳng định. Bởi thầy tại sao thầy nói phiên người tu tỉnh ít nhiều cũng hay, ít thầy cũng khen hay đó. Chừng nào mà không kịp là Đức Thầy khẳng định là chừng đến chừng sấm nổ giang thinh đó, có nghĩa là núi nổ nha. E bá tánh ăn năn đã muộn thì tới chừng đó mới tin tưởng vào cái lời của thầy. Nhưng mà bây giờ thì mình làm hiền được ngày nào thì nó quý báo phước đức ngày đấy, mình niệm Phật được bao nhiêu nó được phước đức được giờ ngày đó. Giờ này vẫn còn chưa biết rằng cái cơ tận diệt, nhưng mà nó chưa tới cái giờ mà để Thánh Đức Thượng Quân, nó còn nằm trong cái đời mạt pháp này thì mình còn vẫn còn tu kịp. Biển Đông mà dậy sống là tu hết kịp không anh? Nói chung là cái Biển Đông mà nó dậy sống mà hôm nay mình nói là chiến tranh thôi. Còn nếu mà tu kịp không kịp thì thầy đã nhấn mạnh chừng nào mà núi cấm nổ tới chừng đó mà tu thì nó đã muộn rồi. Còn bây giờ mình cứ ngỡ là nếu chưa nổ, ngày nào chưa nổ thì mình cứ tu ngày đó đi. Dầu không siêu cũng được về thần, hoặc là sau này cũng bớt đi cái sự cái linh hồn nó cũng được nhẹ. Dạ, vậy thì sư huynh ơi, thầy nói là trung ương gồng lộn, tức là lộn lại cái năm thìn, tức là giống năm 2000 hay là sao huynh? Có nghĩa là trung ương gồng lộn, thầy nói cái trung ương là cái trung ương Phật Pháp nha. Còn gồng lộn là ý thầy muốn nói năm thìn, mà lộn trở lại trung ương gồng lộn, ê hề thay thi. Là vì cái gồng mà tại sao phải lộn lại? Có nghĩa là cũng như là thầy nói về cái mệnh đề mà canh phia gà gáy đó, có nghĩa là hoặc là con rồng mới nửa gút nanh đó. Mới nửa gút nanh, tại sao con rồng mà mới có nửa gút nanh? Là con rồng là ý thầy nói năm thìn, nửa gút nanh là có nửa cái năm thìn thôi, bước qua cái năm thìn mà mới có nửa. Mà trong ba tánh thất thanh hải hùng thì trung ương rồng lộn ê hề thay thi nè, cái mệnh đề này nó cũng là na ná vô cái ý đề đó đó. Vì con rồng mới nửa gút nanh, ý nó con rồng là năm thìn, nửa gốc nanh là mới có nửa năm thịnh thôi, mà trong bá tánh thất thanh hải hùng. Còn bên đây thầy nói trung ương gồng lộn ê hề thay thi thì mới qua nửa năm thịnh đó, là ê hề thay thi đó. Thành thử cái ý đề này nó cũng vô cái mệnh đề đó đó đệ. Lời tiên tri của thầy nó đã xác thực, rồi cộng thêm lời của Đức Trần Trình tiên tri, ngài cũng khẳng định luôn là nó là bắt đầu từ cái thìn tỵ ngọ mùi thân dậu này, là có nghĩa là nó tới chuyện là chiến tranh bùng nổ ác liệt, có nghĩa là khắp cả một cái thế giới ta bà này đều là coi như là tới cái ngày giờ là coi như là một cái khổ là bay hồn nó sẽ sắp đến, nó sẽ diễn ra. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước ráng cái chu kỳ cùng cuối này, cái thời kỳ lời tiên tri của thầy, của Đức Trạng Trình, của Đức Phật Thầy Tây An, của ông Ba, đều nó vô một cái khuôn thước. Mà vì vậy hôm nay Tư Hoàng mới dục thúc với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, trong cái chu kỳ này có thứ nhất mình phải ráng làm hiền, làm hiền để mình dự được cái hội Long Hoa.
cái thứ hai mình làm hiền được, mình mới còn được sống nối đời chứ hơn. Để chiến tranh mà nó bùng lên, chiến này đó ha, mà nó bùng lên một cái rồi thì không tưởng tượng nổi. Và trước mắt nhiều trong cái tháng 10 này thì thấy coi như là ở ngoài Trung Đông nó quýnh với nhau mấy nước rồi. À, đâu phải mà nó quýnh không đâu. Lớp rồi mấy cái nước kia là trước cũng bị sụp đất sóng thần rồi chết cũng không biết bao nhiêu. À, rồi bây giờ hiểu bây giờ là bên ngoài Trung Đông nó đánh rồi. Nó đánh với nhau coi như là khủng khiếp. Rồi mấy cái nước mà kề cận thì nó đốc trên suối. À, hoặc là để nó cung cấp viện trợ, chứ không phải chỉ nó viện trợ lương thực mà nó cứu dân không, không nói. Viện trợ vũ khí này kia nọ hoặc là bom đạn để mà cho sát phạt với nhau. Thì trong cái chu kỳ này rõ ràng thời kỳ này thì thấy sát thật rồi cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước cũng vậy. Hôm nay tôi hoàng dục thúc là để cho mong cầu cho cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, những người cô bác nào huynh đệ nào chưa tu chưa hiền ráng tu ráng làm hiền trong cái chu kỳ cuối này. Cái thứ nhất là cái này, bước qua cái thành này, cái thành này là phải nói là khủng khiếp luôn đó. Cái thành này phải nói là chiến tranh bùng nổ là cả một cái thế giới ta bà này luôn á. Vì Đức Thầy nói là khắp thế giới cửa nhà tôi ăn nát cùng xóm làng thưa thớt bệnh hiu đó. Nói chung là cả một cái thế giới ta bà này rồi đây đó, bắt đầu là trời xây Âu Á bốn phan, hết Âu tới Á. Có nghĩa ngoài Trung Đông xong rồi là tới rồi là châu Á mình. Mà châu Á nó bùng lên cái là không biết bao nhiêu nước nó long trời lỡ đất. Mà chiến tranh chiến này là cái chiến tranh còn là để tam thế chiến, là coi như là để kết thúc cái chiến tranh này luôn. Vì vậy mà nó phải bùng lên. Có bao nhiêu là nó chơi hết bao nhiêu à. Có tên lửa bao nhiêu hoặc là hạt nhân bao nhiêu thì chiến này là coi như nó đưa lên hết. Nó đưa lên là tại vì cái cân, cái sự giành giật với nhau mà. Cùng nhau giành giật mới là thay phơi đó. Đức Thầy nói như vậy đó. Thành thử ra chiến này nó bùng lên cực không tưởng tượng, tối trời tối đất hết cô bác quân đệ ơi. Ráng chiến này làm sao, nhất là cái thành tỷ này nè, còn ngọ mùi đó nha. Bốn năm này là coi như là chiến tranh nó ác liệt đó. Mà chiến tranh mà nó bùng lên một cái rồi trên nổi cái tên lửa thôi. Nó nhấn vô thành phố không. Rồi vũ khí hạt nhân mà nó bùng lên cái nữa là tối trời tối đất. Còn tên lửa mà nó nhấn vô thành phố không chết, chiến này là chết, chết là chết tận diệt luôn á. Vì vậy mà hôm nay có nghĩa là Tư Hoàng dục thúc xin chia sẻ cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước cũng vậy, trò chiều chiến này là mình phải tu phải hiền thôi chứ không còn gì nữa để mà bàn giữa luận. Chứ không tu tới ngày giờ Đức Thầy cho biết là chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vô mừng tội thay. Vì trong cái năm thìn này, cái thìn tỵ này là bắt đầu nó khởi chiến tranh, Long Vĩ Xà Đầu khởi chiến tranh. Hoặc là giáp thời ngó thấy binh đao thì thấy rõ ràng cái giáp thìn này là ngó thấy binh đao là chiến tranh nó bùng lên. Hoặc là con rồng mới nửa cút nanh mà trong bá tánh thất thanh hải hùng, thấy không? Thành thử nó vô cái đầu năm tỵ, bước qua cái thìn này rồi thì chúng sanh điêu linh nghiêng ngửa long trời lỡ đất đó cô bác ơi. Tư Hoàng vì cái lòng nhân, vì một dòng một giống, hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ cho sự thật ra để mà nói không còn gì. Giờ niệm Phật mà coi chừng không kịp. Vì cái thời kỳ này là tới cái giờ cơ trời định, cái cơ tận diệt. Vì vậy mà thành thử ở dưới này nó các nước nó phải là đánh với nhau, nó lấn chiếm với nhau, nó giành giật với nhau. Cũng vì cái chỗ này mà Thầy mới nói là cùng nhau giành giật mới là phơi thay. Thì thấy rõ ràng nó chưa gì hết là Trung Đông ở ngoài nó còn đang đánh, mà bước qua cái thình tị này Trung Đông nó còn ác liệt nữa. Nó quýnh chừng nào mà cảm thấy mà chết còn vô số kể thôi, lớp đau chết kể thôi vô số đó, thì lúc đó đó là Trung Đông đó là nó mới dịu lại, thì tới Biển Đông bắt đầu nó mới dậy sóng lên. Thì Trung Đông rồi tới Biển Đông nó dậy sóng lên một cái nữa rồi đó nghe, thì coi như là tối trời tối đất. Vì ở ngoài Trung Đông nó quýnh với nhau á, bằng hạt nhân với tên lửa không. Nó quýnh bây giờ nó quýnh vậy đó. Vì vậy mà nó quýnh xong mãi rồi là tới cái vô cái vùng Thất Sơn Màu Nhiệm mình. Mà vô cái vùng Thất Sơn Màu Nhiệm mình là coi như là tới cái cuốn gúng rồi đó. Là coi như là lần thứ ba là coi như là kết thúc chiến tranh đó.
Vì vậy hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ về cái thành tựu này, cái ngọn bùi này cho cô bác huynh đệ mình trong cái chu kỳ này gắn. Nếu không có duyên cũng phải gieo duyên, không tu không hiền mình phải làm hiền, bây giờ chỉ làm hiền thôi. Mà Đức Thầy cho biết là Long Quang có mặt ấy là hiền nhân, mình làm hiền mình cũng giữ được hội Long Quang. Còn bằng không hiền, không tu mà không niệm Phật, không không gì hết thì thôi coi như là không còn gì nữa để nói cái kiếp này. Nhất là bây giờ chu kỳ này đây là vài tháng nữa là nó bước qua năm thìn rồi. Mà cái thìn này là phải nói là coi như là nó khởi sự cả một cái thế giới luôn, chứ không nói Trung Đông gì. Nhưng mà Trung Đông thì nó khủng khiếp lắm. Tại vì bước qua cái tháng 10 năm mẹo là Trung Đông ngoại nó đánh rồi. Nó đánh với nhau, nó đánh coi như là hai tầng, hai nước đó nó đánh nhau là khủng khiếp rồi. Rồi đây là mấy cái nước lân cận đó là rồi bắt đầu nó bình với nhau rồi nó gây hấn, rồi bắt đầu nó quất nữa, nó đứng lên nó đánh nhau nữa. Nó đánh chừng nào mà Trung Đông coi như là tàn phế, không còn là bao nhiêu người nữa thì tới Biển Đông. Mà Biển Đông nó sống dậy lên một cái rồi đó hen, thì coi như tối trời tối đất. Thì Đức Thầy cho biết là ngọn thủy triều đó, có nghĩa là cái ngọn nước này nó nô nước sụt sôi đó. Mà nguyên nhân nào nó sụt sôi và bầu trái đất một phen lưng chuyển, nó sụt sôi là có nghĩa bây giờ nó phóng bằng cái hạt nhân không. Lớp nào tàu lặn, lớp nào tàu chiến, rồi lớp nào máy bay, lớp nào tên lửa, rồi lớp nào coi như là hạt nhân. Chứ này nó bùng lên một cái chiến này là không tưởng tượng đâu. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ quý cô bác trong nước ngoài nước, nhất là bước đầu cái thành này. Giờ lúc này thì bây giờ mình chỉ là biết là chiến tranh nó đã tới rồi, thì bây giờ mình chỉ lo là dân chúng mình lo là lo gì, lo niệm Phật, lo làm hiền, chứ mình không có lo gì khác hơn. Chứ chiến tranh mà nó bùng lên một cái rồi đó hen, xin thưa để mà nói đó hen, là coi như lúc đó là máu kia tràn thành sông luôn á, chứ không phải nói đơn giản đâu. Là đất nước nào cũng vậy, vừa qua rồi thì thấy không, thấy rồi nội thằng Nga quánh Ukraine không, thì đất nước Ukraine làm sao, rồi bây giờ là Israel với Hamas, hai nước này, hai cái khối này nó đánh với nhau, nó đánh với nhau mà dân bây giờ ngoại chết bây giờ không biết bao nhiêu rồi. Anh thử có đất nước này chiến tranh thì dân phải chết thôi, không thế nào chạy đâu cho khỏi, không có chạy đường nào, chạy cái gì tên lửa rồi nó nhấn vô, nó nhấn nút vô thành phố không. Rồi lớp nào mà hạt nhân nó bùng lên cái nữa, mình chạy đâu, không có chạy đường nào, chứ chạy con đường làm hiền, con đường niệm Phật, rồi con đường ăn năn thức tỉnh hoài đầu, thì chỉ có con đường này mới có thể Phật cứu, thầy cứu mình sống để dự hồi Long Quang nơi đời, chứ giờ không có chạy đâu. Chứ vì cả một thế giới mà có chỗ như chạy, thầy nói là cha nội bồng con vợ khóc hòa đó. Người cha bồng con chạy trước đó, vợ chạy theo sau khóc hòa, rồi tan nát sớm giền khổ dữ a, là nó tan nát á. Rồi nhà không người ở, ôi nói trước nhà không có người ở, ở sao được. Có những người có khi là nó bắn vô, nó phóng tên lửa vô nhà cửa gì tiêu tan hết, tan tành hết trơn, sụp đổ tiêu hết. Rồi có số thì coi như là chạy hơi bỏ nhà ra đi, ở đó đang chết sao. Nhưng mà chạy đâu, chạy đâu cho khỏi chiến này. Nhà không người ở, miệng nhiều Nam Mô thay không lắp mà để phơi khô. Chứ này thầy không có lắp đâu, chú không có nổi đâu. Các nước ở ngoài giờ thấy mấy nước ngoài không chết bây giờ đó, có nghĩa là quấn nó trâu vô là một hầm một hố còn là mai phước đó, còn thảy xuống hầm. Chứ chiến này ông ba ông nói rồi, thay không lắp mà để phơi khô, không nước mà uống Nam Mô đạo nào đó. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng để xin chia sẻ tới chỗ này với cô bác huynh đệ mình nha. Giờ lúc này là cái lúc mà có nghĩa là cái là chúng sanh là nằm trên cái thớt, cũng như con cá mà nằm trên thớt rồi đó. Nếu không tu, còn tu thì mặt mai còn có trời Phật thần thánh thầy che chở độ mình để cứu mình trong cái chu kỳ cùng cuối này. Chỉ có con đường này thôi, chứ ngoài con đường tu ra không con đường nào sống nổi đâu. Tại vì có chiến tranh đại tam thế chiến này là nó có bao nhiêu là nó bùng lên hết bao nhiêu đó. Có nghĩa là nó cũng gì mà hiềm thù, cũng gì mà cái dạng mà nó giành giật với nhau. Thành thử là gì cái chiến này mà nó phải là nước nào nó cũng phải bùng nổ thôi.
em cháu cũng xin chia sẻ với bà con clip này về cái cách chúng ta tu mà chúng ta chưa hiểu cái lý đó quý vị. Nếu chưa hiểu cái lý là nó thí dụ cái lý chúng ta cúng lại, hoặc là cái lý chúng ta làm phước đó, hoặc là những cái tu mà chúng ta không có biết cái cách đó, thì Đức Thầy nói tu biết cách như đường biết đát, đường đát gành mới dựa xe lon, ai biết thăng thì sớm liệu toan, để đến việc như người thất nghiệp. Thì cái gì cũng vậy, mình phải làm cái gì mình phải liệu trước, để tới mà chu kỳ rồi chúng ta đỡ không nổi, hoặc là để tới đó rồi chúng ta như cái người thất nghiệp chứ quý vị. Thất nghiệp là tất nhiên là nằm vào vào không có làm gì được hết, thì tới chừng đó mặc cho tình đời là coi như đưa đẩy đến đâu thì đưa. Nó thành thử ra Đức Thầy cho chúng ta biết rằng cái cách tu thì biết thì nó dễ lắm. Nếu mà ai mà hiểu cái lý đó, biết cái cách tu theo giáo lý của Đức Thầy đó, thì chúng ta dễ như ăn bánh khỏi nhai quý vị, như ăn bánh lọt vậy đó. Dạ. Còn không biết cái cách rồi chúng ta thấy nó khó lắm. Nội vô cái bài cúng nè, thậm chí có nhiều khi đồng đạo điện tôi hỏi cái bài cúng nó dài quá, không biết làm sao học nổi. Nhưng mà mình biết cái cách rồi, mình nguyện giái Đức Thầy quý vị, nguyện giái Đức Thầy thì Đức Thầy sẽ gia hộ cho chúng ta. Nó còn cái khi mà chúng ta mà là tu rồi mình phải sửa, từ đó giờ nó thí dụ buổi chiều thì chúng ta bỏ cái thời gian ra, chúng ta cúng có 20 phút rồi quý vị. Nhưng mà cái 20 phút đó là cái phước đức vô lượng vô biên, chúng ta tích lũy để sau này đó chúng ta được hưởng cái phần đó. Tại vì Đức Thầy nói ra là trồng cái lành dị quả thơm tho, tuy không thấy ngày sau không có mắt, không có thấy là mình cúng lại mình thấy ra công gì chứ không có thấy được cái gì hết, nhưng sau này nó không có mắt quý vị. Thành thử ra cái cúng lại đó thì là Đức Thầy cho chúng ta biết á, cái cúng lại sau này nó quý báu lắm, quý báu vô cùng, mà chúng ta cầu cho là của quyền Thái Tổ ông bà chúng ta được giải thoát, và cầu luôn cho bá tánh vạn dân. Bá tánh vạn dân là những cái người mà các cái con động vật mà chúng ta lỡ tay giết chết nó đó, nhiều tiền kiếp đó chúng ta ăn thịt nó, hoặc trong kiếp này chúng ta cầu đưa nó về Tây Phương hết. Mà tôi thấy đa số đồng đạo chúng ta hồi chưa hiểu lý cái chỗ này nè, là khi cúng lại đó cái củ quyền đó tàn là lại ông Phật không à. Là tại sao lại ông Phật? Là tại vì á, mình không hiểu cái lý, không biết cái cách, là không hiểu cái lý là tại vì khi củ quyền á, thì mình xá mình kỉnh lễ củ quyền, kỉnh lễ củ quyền, còn lại là mình lại đầu cúi lại củ quyền Thất Tổ, đầu cúi lại củ quyền Thất Tổ, chứ không phải là ông Phật. Tại vì cái ngôi Phật là cái ngôi phía trên, cái ngôi Tam Bảo mới là gọi là cái ngôi Phật, chúng ta lại ngôi trên chúng ta mới niệm Phật. Còn cái ngôi ở dưới là chúng ta phải là lại của quyền, cũng như chúng ta tên Mít mà kêu cái tên Ổi. Thì tất nhiên mình nói chuyện với nhau mà cái người này tên Mít mà mình nói cái tên Ổi thì cái người ta nói, cái thằng này nó nói chuyện với ai, chứ không phải nói chuyện với mình, tại mình kêu sai cái tên. Thành thử ra bà con cúng lại đó thì của quyền mình phải lại đầu cúi lại của quyền Thái Tổ. Còn xá thì kỉnh lễ của quyền, kỉnh lễ là mình tôn kính của quyền mình đó, là xá đó. Còn trên Tam Bảo á, thì chúng ta niệm Phật. Có người nói là khi cái của quyền đó mà lại sao không được niệm Phật, là tại sao? Là không phải vậy. Có người nói Đức Thầy dạy là sáu chữ Di Đà, đi đứng nằm ngồi gán niệm chứ quên không đợi thời khắc. Thì Đức Thầy dạy mình đi đứng nằm ngồi sao không chịu niệm, không chịu niệm mà vô cái cúng lại ngay chăng cái bài của quyền mình lại mình niệm. Nó thí dụ bây giờ cũng như cái bài là cái bài bằng cổ thờ của quyền đó. Tới cái ngày lễ dỗ đó, tới ngày lễ dỗ cha mình đi, thì mình xá mình kỉnh lễ của quyền là mình tôn kính thỉnh của quyền mình về bữa nay dùng lễ dỗ với cha mình. Còn mình xá Nam Mô với Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, thì mình thỉnh ông Phật lại ngồi trên của quyền đó, ngồi trên bàn thờ của quyền, rồi của quyền chúng Thất Tổ ông bà chúng ta về đó, gọi là gặp ông Phật ngồi đó mà phanh tay mà hầu gần chết chứ có được ăn đâu đó. Thành thử ra chúng ta không hiểu cái lý. Cũng như ông vua đi, ông mình đang ngồi ăn cơm, ông vua ông đi ngay ngay vô phải bỏ chén cơm hầu ổng không đó. Hoặc là Suya mình đi, khỏi nói cái bậc Suya thôi, lại nhà chơi thôi, mình đang ăn cơm mình ăn cũng không yên nữa đó. Thành thử ra là quý vị nên sau này đám dỗ á, thì quý vị nên xá là kính lễ, kính lễ của quyền, kính lễ của quyền ba xá, rồi đọc bài của kính dân hương trước của quyền, cầu trên Thất Tổ chứng lòng thiện, là chứng cái lòng mình ngày nay nè, ngày lễ dỗ của cha mình nè. Ngày nay là ngày cũng như là ngày 16 đi, tháng 9 năm Quý Mão đi, cũng là cái ngày lễ dỗ thường niên cho người thân trong gia đình họ tên, tức ông Trần Văn Ổi đi, con cháu cũng nhận được cái chân lý của Đức Phật Thầy. Rồi tới ngày lễ dỗ cũng có nấu mâm cơm dâng cúng cho của quyền Thất Tổ ông bà và của quyền trăm họ quá giảng, hoặc là hương linh của ông Trần Văn Ổi là cha mình quá giảng về đây tòa bàn uống và cảm ứng chứng minh.
đó thì trong đó nó không có ông Phật trống. Đó, khi cái là chúng ta nguyện giải rồi xong thì cụ Quyền Thái Tổ bà chúng ta về. Đó, còn cái lên cái Tam Bảo cũng vậy nữa, cái chân dung của Đức Thầy thì đa số đồng đạo chúng ta không hiểu cái lý nữa. Rồi xá Đức Thầy tàn là xá có hai xá, mà Đức Thầy dạy không chịu nghe. Có người ta nói Đức Thầy còn sống thì xá hai xá. Rồi Đức Thầy không cho lại người chết, ý không cho lại người sống. Thì không cho lại người sống thì Đức Thầy dạy mình là khi lại không được thì xá ba xá. Tại sao không xá ba xá mà lại xá có hai xá? Là tại vì chúng ta không hiểu cái lý. Xá là cái người đời người ta dạy mình. Còn Đức Thầy dạy nó khi lại không được thì xá ba xá. Thì Đức là Thầy không cho lại người sống thì mình phải xá ba xá. Tại sao Đức Thầy mà ông Phật mà không xá được ba xá, còn như ông Cụ Nguyễn á, rồi ông Cố, Đức Cố Quảng, tại sao chúng ta xá được ba xá mà hai ông này có chết đâu? Đó, hai ông này đó là quý vị nghe một chuyện là Đức Thầy dẫn Đức Ông đi Tà Lơn, đem khăn đóng áo dài, đem đồ lớn theo lần kính lễ hai ông ngồi trên cục đá đó. Thì hai ông này có mắc đâu, có chết đâu. Tại vì người ta đặt thần thánh á, Phật thánh tiên người ta đâu có mắc đâu, người ta đâu có chết đâu. Khi ta bỏ xác này người ta lỡ cái chỗ khác đó. Không phải như chúng ta là khi bỏ xác là chúng ta phải bị tội xuống địa ngục đâu. Thành thử ra ông Cụ và ông Cố thì chúng ta xá ba xá. Mà tại sao Đức Thầy lại xá hai xá? Là tại vì Đức Thầy là ông Phật là thầy của hai ông này nữa, mà góp cuộc là xá hai xá. Là tại vì chúng ta theo mấy cái ông phàm, còn ông Phật dạy không nghe. Nó thành thử ra Đức Thầy dạy mình khi xá thì phải xá ba xá, lại không được xá ba xá thì Đức Thầy phải xá ba xá. Đó. Thành thử ra bà con nên xét cho kỹ lại. Đó là cái chỗ đó là chúng ta nó hơi sai cái chỗ đó thì chúng ta nên sửa lại. Tại Đức Thầy nói tu phải sửa mà. Đây em cháu giải là về cái lý. Còn cái lý này em giải thêm cái nữa. Nói thí dụ đi. Bây giờ bà con á, Đức Thầy dạy hết trơn cha hết trơn giáo lý Đức Thầy. Đức Thầy không có cái chỗ nào Đức Thầy dặn dò. Mà cái bài cầu nguyện cho người chết Đức Thầy dặn dò. Là tại sao? Tại vì Đức Thầy biết rằng cái tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta làm sai. Sau này Đức Thầy vắng mặt rồi chúng ta làm sai, làm không đúng. Thành thử ra sau này đó là làm sai. Bây giờ sau này Đức Thầy nói là chừa 14 cái gốc dừa ở bên tổ đình nữa, sao mà đập đầu vô đó mà chết. Tức mà vừa chết. Là vừa chết là tại sao? Là tại vì Đức Thầy dạy cái gì cũng nghe chứ. Mà có cái bài cầu nguyện cho người chết Đức Thầy dạy không nghe. Không nghe là cãi Đức Thầy. Mà Đức Thầy nói người hung cứ mãi chống kình với ta à, cứ chống kình với Đức Thầy không. Mà bây giờ mình dù cho mình khôn, mình trí cách mấy mình cũng không qua Thầy được. Bởi Đức Thầy nói là khắp cùng làng xóm hương thôn, vì khôn quá thế nên tồn lại ngu, ngu hết. Nó thành thở ra là Đức Thầy nói cho chúng ta biết đó, ổng nói buồn cho bá tánh hết mù rồi tới đuôi. Hết mù tới đuôi là giáo lý của Đức Thầy căn bản ở đây nè, mà không lật cả coi. Đức Thầy dạy mà không chịu nghe. Mà Đức Thầy nói ai mà ta dạy chẳng nhìn thì sao được có trách, mất tình yêu thương. Nếu dĩ nhiên là sao được có trách là bàn tạo quá lọc ra là 10 phần hết 7 còn 3 2 còn 1 mới ra thế bình. Thử mình trách ơn mình chứ đâu có gặp được Đức Thầy. Mà Đức Thầy nói là làm theo lời chỉ ngày ngày gặp ta. Thì cái người làm theo lời chỉ mới gặp được Đức Thầy. Còn cái người không làm theo lời chỉ thì bàn tạo quá nó lọc ra hết rồi. Tới đó mình nói là mình kêu trời, mình tự trách ơn, mình nói Thầy ơi tại sao con nghe là con tu theo Thầy mà tại sao Thầy không cứu con. Thầy con không gặp được Đức Thầy là tự mình trách ơn mình thôi. Chứ đâu gặp được Đức Thầy. Vậy thì bây giờ tôi xin giải qua bên cái phần mà là cầu nguyện cho người chết quý vị làm sai. Là tại vì cho Đức Thầy cho chúng ta biết á, là Đức Thầy nói kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca. Cầu chánh niệm thiết tha nhiều nỗi. Khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc an toàn. Dân cho nên làm bướng, làm càng, trong lúc ấy niệm cho lấy có. Là tất nhiên là mình làm cho lấy có chứ sự thật nó không được hiệu quả. Nó mà uổng cho quý vị là những cái người lớn tuổi đó. Thường là muốn đi cầu nguyện để kiếm phước. Nhưng góp cuộc phước không có. Mà tốn công, tốn của, rồi tốn sức. Rồi góp cuộc lại có tội nữa. Tại sao đi cầu nguyện mà có tội? Là tại vì cái người hướng dẫn đó là người ta đọc rồi cái đọc theo. Tại cái ông hướng dẫn lại cầu nguyện cho cái bà này là chừng 50 tuổi à. Mà hướng dẫn nó là cầu nguyện cho bà Nguyễn Thị Hai mà kêu bằng bà, góp cuộc cái người này là 70-80 tuổi mà lại cầu nguyện cũng kêu cái bà kia, bà mới 50 tuổi mà kêu bằng bà. Góp cuộc lại là người cái linh hồn người ta đã mất rồi nhưng mà người ta không biết gì. Nhưng mà góp cuộc mình làm sai. Mình góp cuộc cái người linh hồn ta không có phước, không có siêu thoát được mà có lỗi với cái người đang cầu nguyện. Là tại vì quý vị biết rằng cái phần cầu nguyện đó thì Đức Thầy dặn dò là tất cả chúng ta đừng có nên làm sai. Đức Thầy nó chớ thêm, bớt mà mang tội lỗi.
thêm cũng không được mà bớt cũng không được. Là tại sao? Là tại vì trong đây nó có, tôi xin giải ra, cái này là của Đức Phật Thích Ca truyền lại cho chúng ta. Và Đức Phật Thích Ca truyền lại là truyền cái gì? Truyền trong đây nó có cái con số 49. Con số 49 là con số đắc đạo. Ngài Đức Phật Thích Ca đó, Phật Thích Ca truyền lại cho chúng ta con số 49 là con số đắc đạo. Đức Phật Thích Ca là tất nhiên là đi vô gần ngọn khổ hạnh 6 năm bên ấy không đắc đạo, trở về gốc cây Bồ Đề ở dưới Năng Thiền, ngồi quán xét 49 năm đắc đạo. Con số 49 là con số đắc đạo. Nó thành thử ra cái con số 49 này Đức Thầy truyền tới ngày hôm nay, nó là con số 49 và con số đắc đạo là một con số 49. Tới ngày Đức Phật Thích Ca đi thuyết pháp 49 năm, Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Nó nhập Niết Bàn nữa là tất nhiên là thêm một con số 49 nữa là hai con. Đó, còn cái chúng ta cúng cầu nguyện cho người chết á, 7 tầng, 7 lần 7 49. Yeah. Đó, là 49 ngày nữa. Đó, 7 lần 7 49 ngày. Đó, trong con số 49 là con số đắc đạo. Còn Đức Thầy dạy chúng ta chay 4 bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh. À, của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh, nếu ai mà giữ chay 4 ngày cũng vô số đắc đạo nữa. Tại vì con số đắc đạo là con số 49, nếu chúng ta ăn chay 1 năm 49 ngày. Nếu ăn là 12 tháng là nó có 48 ngày à. Tết chúng ta ăn 3 ngày là cái ngày mùng 1. 29 30 mùng 1 là chúng ta ăn thêm cái ngày mùng 1 là vô mới vô con số đắc đạo nữa quý vị. Thành thử ra chúng ta ăn chay phải gán làm sao Tết chúng ta ăn phải 3 ngày là nó mới vô số đắc đạo. Đó, là vô số đắc đạo là 4 con. Tới cái bài cầu nguyện cho người chết nó 49 câu nữa. Mà chúng ta bỏ ra một câu hoặc chúng ta thêm một câu là nó không vô số đắc đạo. Cũng như cái số điện của quý vị đó. Trong đó là 10 số mà tôi sửa một số đâu có gọi vô. Mà tôi thêm một số cũng không gọi vô. Mà tôi rút ra một số cũng không gọi vô. Nó phải đúng ăn như vậy gọi mới vô được. Còn cái đáp án của Đức Thầy, cái bài cầu nguyện cho người chết, thì Đức Thầy dạy đúng cái trong số 49 là mở bực địa ngục ra mới cứu được cái linh hồn người này. Còn chúng ta thêm vô đó, nếu thí dụ bây giờ quý vị vụ cúng đó, thì chúng ta lại trình đó là ba ngôi thờ tung kính, rồi xong chúng ta là nói ngày mấy tháng mấy, tên họ của cái ông mắt này nè, tên họ gì, tầng thứ mấy, thì quý vị nói lời nói đầu đi, nói lời nói đầu xong hết đi, rồi xong bắt đầu vô thờ cúng. Vô thờ cúng là chúng ta không nói nữa. Lúc mà đầu đó chúng ta nói hưởng thọ, hưởng dương gì đó chúng ta nói đi. Khi vô là cúng là chúng ta phải đọc đúng văn. Đúng văn mà không thêm và không bớt. Đức Thầy nói chớ thêm bớt mà mang tội lỗi mà. Thêm cũng không được mà bớt cũng không được. Phải đúng y gan vậy mới cứu được cái linh hồn người này. Đó. Còn bây giờ quý vị biết rằng là Đức Thầy dạy đứng thì chúng ta quỳ không. Đó. Mà Đức Thầy nói dạy là giái Phật Tổ Phật Thầy thì mình sửa là Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy. Mà Đức Thầy dạy là nay mình thành tâm cầu nguyện cho tên thì nay sửa là chúng con. Đó, Đức Thầy nói gấp bạn bài sửa đổi quá nhiều, sửa hết chưa, sửa gấp cuộc là không được gì hết. Tại vì quý vị biết rằng đó là cái cúng lại của cái bài cầu nguyện cho người chết Đức Thầy dạy có lớp lan, còn cái cúng hàng ngày cũng dạy có lớp lan. Là tại vì quý vị không hiểu cái lý người nói cái bàn Phật mình lại mình đứng là mình là có lỗi với Phật, không phải vậy. Tại vì đứng là cầu nguyện, đứng là cầu, còn quỳ là quý ý. Nó như cái bài cúng hàng ngày đó. Tại sao cái bài cúng kính nhân hương 12 câu Đức Thầy không kêu chúng ta quỳ mà đọc hết đi? Tại sao đọc có 4 câu đầu? Người đứng dậy cắm hương, rồi 8 câu sau lại là đứng. Tại vì 4 câu đầu là quý ý, còn 8 câu sau là cầu. Nó còn cái bài là ta bà đó, thì cái bài đó là cái bài quý ý. Thì Đức Thầy dạy chúng ta quỳ, đọc hết bài quy y rồi xá á, xá xuống rồi đứng dậy cắm hương, rồi tới cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện là cái bài cầu, thành thử ra mới đứng. Cũng như cái bài cúng kính nhân hương là cứ kính nhân hương trước cửa quyền cầu trên thất tổ chứng lòng thiền, nay con tỉnh ngộ quy y Phật. Quy y Phật là mình quỳ, là mình quy y á, rồi đứng lên là cúi đầu lại tạ tổ tông báo ơn sinh dưỡng dài công nhọc nhằn, rài con xin giữ đạo hằng tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài. Là mình tu cầu, mình cầu là mình đứng, còn quỳ là quy y.
Còn cái bài Tá Bà cũng vậy. Bài Tá Bà thì chúng ta đọc gần cái đoạn cuối đó, đó là nay con cải hối ăn năn làm lành lánh dữ, quy y thêm mấy ngày đó, tu hiền theo Phật đạo, là mình quy y. Quy y là quỳ, còn đứng lên là mình cầu năm cầu nè, y sáu cầu nè, là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật, là mình cầu trong 10 cái thế giới độ hết chân tất cả chúng sanh. Rồi tới Nam Mô Nhất Nguyện Cầu là cầu đó, cầu tới trời đó. Cái bàn thông thiên á, dám đứng giữa bàn thông thiên, dám đứng trước Tam Bảo, nghinh ngang mà dám đứng. Còn cái bàn Phật mới đặt ra buổi sáng buổi chiều dẹp, mà lại cầu cho thằng nhỏ con nít mà quỳ không. Nó thành thử ra chúng ta làm sai. Đây là em cháu chỉ đóng góp cho bà con, nên rút kinh nghiệm trở lại dòm giáo lý của Đức Thầy. Ha, dòm giáo lý Đức Thầy mà chúng ta làm, để sau này chúng ta Đức Thầy về, Đức Thầy mà ra cái đề thi mà cầu nguyện cho người chết, đồng đạo chúng ta rớt sạch, rớt không còn được bao nhiêu. Nó thành thử Đức Thầy nói bổn đạo thì đông, nữa sao trở chuồng tịch tầm trong không đầy là chỗ đó, đó. Chúng ta làm không đúng, không đúng giáo lý Đức Thầy, thì chúng ta tốn công, tốn sức đi cầu nguyện hì vậy đó, nhưng góp cuộc là không có phước. Tốn xăng, coi như là tốn tiền, rồi tốn công luôn đó, không được gì hết. Nó thành thử ra bà con nên xét cho kỹ, xem giáo lý của Đức Thầy lại. Tại vì là quỳ là quy y, còn đứng là cầu. Còn cái chữ giái đó, giái Phật Tổ Phật Thầy, là giái ông Phật Tổ với ông Phật Thầy lại. Trong 10 thế giới, ông nào ông Phật Tổ, ông nào ông Phật Thầy là cứu linh hồn này. Còn mình sửa lại Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy, Nam Mô là quy mãn. Quy mãn là Nam Mô cho mình, chứ không phải Nam Mô cứu ông Phật, cứu các cái linh hồn này. Thành thử ra quý vị nên xét cho kỹ chỗ đó. Còn cái chữ già đó thì tất nhiên là Đức Thầy nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần, già Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, là cái chữ già là nói thí dụ cho biết. Cũng như cái cuộc họp này đi, trong đó người ta đọc lên cái cuộc họp này có mấy cái ông làm lớn, làm lớn ta giới thiệu vòng vòng, rồi cái ông cuối cùng là cái ông lớn nhất. Nó cũng như là lớn nhất là cũng như Đức Thầy cho biết rằng ông Phật Thích Ca, rồi xong ông giới thiệu qua cho ông A Di Đà, là trong đây, trong cái cõi Ta Bà này có ông A Di Đà là lớn nhất. Cũng như mình đang họp gì, mình đang nói chuyện gì, có ông thủ tướng nào đó, ông Nguyễn Xuân Phúc hay là ông Nguyễn Tấn Dũng gì đó, là có cái ông già, có ông Nguyễn Tấn Dũng là trong cái cuộc họp này. Thành thử ra chúng ta bỏ luôn cái chữ già thì nó mất đi, nó mất đi trong cái 49 câu đó. Nó còn cái chữ mà Đức Thầy nói nay mình thành tâm cầu nguyện cho tên, thì cái chữ nay mình đó, mình là mình nên mình, bao nhiêu trăm ngàn người đều mình nên, nãy nay nó thành tâm mà. Nó nay mình thành tâm cầu nguyện cho tên thì mình nên mình, một người người nào cũng thành tâm hết. Đó, còn nếu mà nay chúng con là không có đồng được. Nay chúng con là không có đồng. Thành thử nay mình là thành mình nên mình, thành tâm cứu cái linh hồn này. Đó, thành thử ra bà con nên xét cho kỹ, kiểm tra lại cái bài cầu nguyện cho người chết. Chúng ta làm sai giáo lý Đức Thầy, sau này chúng ta không có phước gì chân quý vị. Đó. Thầy thành thử ra là khi Đức Thầy dạy mình sao cúng hàng ngày nè, sao nó có lớp có lan. Đó. Mà là cái bài cầu nguyện Đức Thầy dạy có lớp có lan mà tại sao không chịu học theo. Thành thử ra chúng ta lệch cái chỗ đó. Thì bà con nên cố gắng trở lại kiểm tra giáo lý Đức Thầy, và chúng ta làm cho nó đúng, để sau này Đức Thầy về chúng ta không có thẹn. Cũng như bây giờ nè, Đức Thầy về, Đức Thầy nói là đến kỳ thi danh thầy chạm bảng trên đài cao gọi các linh hồn về thi. Mà Đức Thầy về kêu đồng đạo Hồng lên thi cái bài cầu nguyện cho người chết coi, thì đồng đạo Hồng cũng dẫn người ta đi là cúng lại đầu này đầu kia cũng biết rồi phải không. Đó, cái kêu kính mời đồng đạo hướng tâm về bàn Phật, xá ba xá và quỳ xuống. Đức Thầy giơ tay ra, Đức Thầy hỏi này ai dạy mày. Rồi lúc đó đồng đạo Hồng hỏi sao, lúc đó đồng đạo Hồng trả lời với Đức Thầy sao, lúc đó cứng họng quý vị, nói ông Sứ Ngôn dạy vậy, thằng Sứ Ngôn nó hay hơn tao à, vậy thôi mày để thằng Sứ Ngôn nó cứu mày đi, chứ tao dạy mày đứng thì tao cứu mày, còn là Sứ Ngôn nó dạy quỳ thì tất nhiên là để cho nó cứu mày đi, chứ tao không cứu nổi. Thành thử ra chúng ta tức mà vừa chết là chỗ đó, đó. Chúng ta tu chạy đi cầu nguyện đông theo cái số đông, góp cuộc lại theo mấy ông Sứ Ngôn, nhưng mà mấy ông Sứ Ngôn nó chưa biết gì chứ, chưa làm đúng với giáo lý Thầy, nhưng mà chúng ta cũng chạy theo làm sai hết chứ. Thành thử ra cũng như cái người tôi nói đặt thí dụ, tại vì Đức Phật Thích Ca là ngày xưa truyền cho các lục tổ ngày xưa đó, là các lục tổ ngày xưa sau này là thuyết pháp tàng kinh thí dụ không, thí dụ quý vị mới hiểu, còn không thí dụ làm sao hiểu. Nó thí dụ vợ là cũng như em cháu ở thôn quê đi, là nào giờ không có biết bài cúng, bữa nay đi ra thành thị gặp cái tóp người này đi cầu nguyện cho người chết, em cháu thấy là đang cầu nguyện đông quá, em cháu lại dòm mà thấy cúng lại là gắt lại im,
Đó, em cháu lại là thấy để ý. À, thấy bà con này cúng lại không biết cái đạo gì. Đó, chị chờ cúng xong rồi em cháu lại hỏi mấy cô chứ mấy chú chứ mấy chú đạo gì. Nói tôi đạo Phật giáo Hảo. Nói tèn ở đạo Phật giáo Hảo cái bài cúng nghe nó hay quá. Thôi mấy chú làm ơn chép cho tôi cái bài này. Đặng tôi về chỗ thôn quê tôi đó, người thân tôi có mắt, hoặc sớm chồng tôi có mắt đó. Để tôi lấy cái bài cúng của Đức Thầy ra tôi cầu nguyện cho người ta. Để tôi kiếm phước hoặc là tôi cầu nguyện cho cha mẹ ông bà tôi. Người quý vị viết ra giùm cho người ta đó. Quý vị có dám để đứng không? Ý dám có để dám để quỳ không? Quý vị phải để đứng rồi. Phải viết đúng y văn của Đức Thầy. Rồi người ta cầm cái bổn lên ta nói ủa sao cái này là hồi nãy sao nó không giống với mấy chú cúng. Rồi mấy ông trả lời sao? Viết ra mấy ông dám để quỳ không? Rồi mấy ông cái chữ giái mấy ông có bỏ ra để chữ Nam Mô không? Rồi cái chữ nay mình thành tâm cầu nguyện cho tên thì mấy ông có sửa lại nay chúng con. Mấy ông dám sửa không? Thành thử ra mình phải nên xét cho kỹ là làm đúng giáo lý của Đức Thầy. Chứ sau này là những cái người mà người ta là nhờ mình viết ra góp cuộc cái ông này ông ở thôn quê không biết gì chứ. Nhưng góp cuộc là ông nói mấy ông là tu từ đó giờ mấy chục năm mà mấy ông làm sai không? Mấy ông thua tôi. Tại vì tôi chưa có tu mà tôi thấy mấy ông làm sai thì đâu có được gì. Thì mấy ông thua tôi cũng như là như tôi chưa biết tu à. Nó thành thử ra bà con nên xét cho kỹ lại. Và trở về nội tâm muốn làm cái gì mình phải kiểm tra giáo lý Đức Thầy lại. Đức Thầy dạy đứng gàn gàn vậy đó mà tàn quỳ không. Mình là đó quỳ là tôn kính đó chứ. Tại vì mình không hiểu cái lý. Tất nhiên là mình kiểm tra là cái bài tán Phật Đức Thầy nói là cho chúng ta biết là trên dưới trời chẳng ai bằng Phật, khắp mười phương hẳn thật khó so, dòm trong cõi thế rộng to, một người khó kiếm sánh đo cùng Ngài. Sự lại Phật vốn không yên tĩnh, đạo cảm giao khó tính khôn bàn. Nay tôi ở trong đạo tràng cũng như kết chặt vào đoàn Ngọc Châu. Quý vị là kết chặt vào đoàn Ngọc Châu. Mười phương Phật hiện bầu hình ảnh, có bóng tôi cũng sánh các Ngài. Quý vị đâu phải là tầm thường. Quý vị bây giờ là người ăn trái trường, đi là cầu nguyện cho người ta, là quý vị là các cấp bậc chư tăng thánh tăng còn đâu nữa. Cũng như một liên ngày xưa đó là ngài đắc đạo rồi đó mà đi xuống cứu Bạch Thanh Trì không được đó, mà phải là về bạch với Thái Tôn tại sao con đắc đạo thành Phật mà không thể cứu mẹ được đó. Thái Tôn có cách nào chỉ cho con, thì Đức Phật Thích Ca mới chỉ cho cái cách là tới ngày rằm tháng 7 nhà ngươi nấu cơm đãi cho các chư tăng để chú nguyện cho Bạch Thanh Trì. Thì tất nhiên là các chư tăng là cũng như bây giờ quý vị ăn chay trường là quý vị đã thoát tục rồi. Quý vị là sát thân của quý vị là tinh khiết rồi. Rồi quý vị tu tập là có công đức rồi. Cũng như là các cấp bậc chư tăng thánh tăng rồi. Chứ đâu phải là tầm thường mà quý vị nói là không dám đứng trước bằng Phật. Nhưng mà Đức Thầy dạy thì chúng ta đứng thôi có gì đâu. Nó thành thử ra không hiểu cái lý. Rồi chúng ta làm sai. Sau này chúng ta không có phước chứ. Đức Thầy nói nè. Trần đặng mặt thầy đó. Ăn năn chẳng kịp. Rồi lấy cây đập đầu. Rồi chôm ba lũ bảy ngồi gầu. Chừng đó mới chịu hoài đầu hướng tu hết kịp rồi. Là đừng chừng đặng mặt thầy là thấy thầy ăn năn hết kịp là mình làm sai hết sửa đó. Chừng đặng mặt thầy ăn năn chẳng kịp rồi lấy cây đập đầu, tự lấy cây đập đầu. Rồi chòm ba lũ bảy ngồi gầu, là chòm ba lũ bảy ngồi gầu là dân số đi đông đi cố nguyện đó, nhưng góp cuộc làm sai không được gì hết. Rồi ngồi gầu chừng đó hoài đầu hướng tu hết kịp rồi. Thì em cháu nói cái clip này để bà con nên xét cho kỹ lại và kiểm tra lại giáo lý của thầy, chúng ta làm cho nó đúng để chúng ta bỏ công vì cầu nguyện mà ước mong mình kiếm phước mà gấp cũng không có phước đó. Thành thử ra bà con nên xét cho kỹ lại đó. Ước mong bây giờ bà con đó là làm những cái gì cũng đều nghe lời Đức Thầy ấy, mà có nhiều đó cãi Đức Thầy đó. Cãi Đức Thầy thì sau này là uổng lắm quý vị ơi, nên trở lại rút trở lại nghe bà con. Nam Mô A Di Đà Phật. Em cháu xin giải cái bài này để ước mong gửi đến bà con để xét cho kỹ lại để chúng ta làm đúng theo giáo lý Đức Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.